Chào tất cả anh em nha. Nay mình giới thiệu với anh em em Zippo đồng chủ đề về mã đáo thành công nha anh em. Những chú ngựa sau một chuyến đi dài thì trở về trong chiến thắng ha. Em này rất là ý nghĩa nha anh em. Về mặt phong thủy thì mã đáo thành công luôn luôn có ý nghĩa rất là lớn đối với anh em làm ăn, kinh doanh hoặc là tất cả các lĩnh vực luôn. Cũng như là những anh em yêu thích Zippo, sở hữu Zippo bình thường chơi hàng ngày. Em mã đáo thành công với 8 chú ngựa này thì mang lại cho anh em nhiều điều tốt lành ha. Hàng chính hãng Zippo Mỹ nha anh em. Dòng đồng ha, Ras. Hộp đựng giấy tờ chính hãng đầy đủ hết. Anh em sở hữu chơi hoặc làm quà biếu, quà tặng cũng rất là ý nghĩa, sang trọng cho anh em trên tay ha. Số điện thoại lên tiêu đề clip nha anh em. Anh em nào có nhu cầu rước em nó thì cứ alo mình nha anh em. Trên tay giới thiệu với anh em trước ha. Đây là em Rush đồng ha. Để về mã đáo thành công với những chú ngựa chiến thắng trở về ha. Đẩy bằng nha nè. Hàng zin hết hai mặt luôn ha. 8 chú ngựa hai mặt. Nhiều 100% nha anh em. Sáng bóng sạch sẽ. Anh em làm quà biếu quà tặng em này thì rất là sang trọng nha anh em. Hàng zin hết, chưa hề đụng chạm em nó ha. Mới về show tới anh em. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó thì vô trang Facebook mình ha. Click vô đường link ở dưới mô tả video anh em xem nha anh em. Rồi kỹ anh em xem. Về giá thì anh em alo dùm nha anh em. Tại vì em này mỗi thời điểm giá có thể khác nhau, thay đổi một chút. Mà cũng ở mức giá tầm trung bình dân cho anh em chơi thôi. Yêu mến anh em nhớ chia sẻ, like clip và ấn nút đăng ký kênh màu đỏ ha nè, để có thể cập nhật những em Zippo tiếp theo, những mẫu Zippo mà anh em yêu thích ha. Cho anh em lựa chọn thoải mái. Giấy tờ đầy đủ ha nè. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Hẹn gặp lại các clip tiếp theo nha. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn ha. Bye anh em.